Hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt và triển khai các chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện các nghị quyết, hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy diễn ra vào chiều nay cũng đã được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở. Tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cũng đang nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt các chương trình hành động, các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nghị quyết các chương trình hành động vào cuộc sống.